Sau khi mình đăng ký tên miền và hosting tên xong rồi và trỏ cái tên miền và hosting tên xong luôn rồi. Sau khi trỏ được tên miền hosting tên rồi xong thì mình test được là mình gõ cái tên miền mình cộng với cái bọt của hosting tên là mình đăng nhập được cho hosting tên luôn. Hoặc mình pin pin cái tên miền ra đúng cái địa chỉ IP của hosting tên là mình thành công. Đó, rồi tiếp theo cái video này tôi hướng dẫn các bạn là mình cách mình đăng ký cái HTML cho cái hosting của mình. HTML là gì? Giống như mình truy cập vào một trang trang web nào đó đây, ví dụ như trang VnExpress đi, ví dụ như trang báo này thì có cái ổ khóa đây và mình đăng ký cho mình cái HTML. Nếu như website của mình có HTML thì cái chỗ đây nó có ổ khóa, còn nếu website mình không có HTML thì ở đây mình không có ổ khóa. Đăng ký cho mình có HTML miễn phí, có hai loại HTML miễn phí và trả phí. Miễn phí khác cái trả phí ở chỗ nào? Thì miễn phí thì nó không tốn tiền, trả phí thì nó tốn tiền. Nhưng mà cái miễn phí của nó là xài được 3 tháng. Xong rồi mình phải đi đăng ký lại. Còn cái trả phí thì nó sẽ được lâu hơn, nó sẽ cho mình 1 năm, nó dùng vậy. Đó. Quên thì nó báo cho mình mail vậy thôi, mình đăng ký lại. Đó. Rồi. Thì cái giá của cái thằng ASL này mà trả phí thì nó cũng khoảng độ 250 một năm thôi, 240 mấy ngàn một năm. Ở đây nó có khoảng giá này, ASL này ở đây nó có nè, 18 ngàn, hơn 18 ngàn tháng thì nhân năm đó đó. Thì bảo phí thì có phí này nó tin cậy hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đăng ký cái miễn phí, các bạn đăng ký miễn phí nha. Đầu tiên thì mình sẽ vô cái chỗ HTML certificate này ở đây. Rồi sau đó mình mới chọn vô đây, mình chọn free ở đây. Rồi sau đó mình gõ email mình vô đây. Email mình đây. Rồi dưới đây mình dưới đây cái tên này thì mình cho ngắn lại chút, nếu dài quá cho ngắn là sợ hỏi dài quá nó không cho. Rồi mấy cái này tự động chọn, sau đó mình save nó lại. Chọn xíu. Thao tác này sau khi trỏ tên miền về hosting thì làm mới được nhé. Chưa trỏ tên miền về hosting là thao tác này mình đăng ký không được. Tại khi mà tên miền mình trỏ về hosting thì đăng ký miễn phí vậy nó mới chạy. Còn tên miền mình chưa trỏ về hosting mình đăng ký không có chạy đâu. Và trỏ về hosting thì phải pin thấy mới được. Nếu như pin không thấy, pin nhiều lần không thấy mình khởi động máy tính mình lại. Mình tiến hành mình pin đăng ký lại. Pin chính là cái thao tác này nè. Thao tác pin chính là pin. Pin nè. Đó, sau khi mình đăng ký thành công nó báo là Certificate and Key Sale là mình đăng ký thành công. Còn nó báo fail, nó báo gì đó error thì đó mình phải làm lại. Nha. Rồi, sau đó quay lại home. Sau quay lại home thì mình sẽ vô phần đăng ký thành công, mình vô phần domain sẽ up. Rồi vô phần domain. Rồi sau đó mình mới chọn là security HTML, mình phải cho chọn vô đây. Chọn vô, chết ở đây để dùng cái security HTML. Và dưới đây là view symbol link từ private sang public HTML, là chuyển cái từ sử dụng private sang public. Đó, và sau đó mình sell. Đây có nhiều hàng sell. Sửa hàng nào sell hàng đó. Sell lại là thành công, là mình có. Mình chạy cái website mình lên thử coi ha. Mình chạy website mình lên thử coi có. Đó, có chưa ha, bấm vào đây. Sorry. Này bấm mang thì mình phải copy thôi. Copy nè. Chạy thử. Coi có ổ khóa chưa. Chưa đúng không, phải trỏ lại nè. Hoặc là HTTPS 2.xxx. Có chưa để biết nè. Mình có HTTPS 2.xxx nó ra đây có ổ khóa đây nữa là mình đăng ký thành công. Đăng ký thành công cái HTML nghĩa là website mình có ổ khóa, nghĩa là có cái chứng chỉ bảo mật ở đây rồi. Rồi mình đăng ký thành công. Yeah. Rồi kết thúc cái video đăng ký HTML đây luôn. Tiếp theo mình sẽ upload cái sụp website lên đây.